tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ hướng tới phục hồi và phát triển kinh tế, đẩy lùi tác động của đại dịch COVID-19 là nội dung được các đại biểu nhấn mạnh trong buổi gặp mặt đại sứ các nước ASEAN cộng 3 là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ do Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam ASEAN, Hội VASEAN vừa được tổ chức tại Hà Nội. Tại buổi gặp mặt, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đại dịch COVID-19 đã khiến cho nền kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp các nước gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với ASEAN vẫn tăng trưởng và là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Việt Nam nói riêng và của khu vực nói chung. ASEAN luôn là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và khu vực thị trường ASEAN không ngừng phát triển trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các nước thành viên trong khối, như xúc tiến thương mại đầu tư, truyền thông, văn hóa, hội thảo trực tuyến, kết nối giao thương, triển lãm thương hiệu uy tín chất lượng, tạo ra sự gắn bó, có sân chơi lành mạnh, hiệu quả cho các doanh nghiệp nội khối. Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt cũng nhận định ASEAN luôn là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Với môi trường kinh doanh năng động năm 2022, Việt Nam vẫn là ứng viên sáng giá cho đầu tư nước ngoài từ ASEAN và các quốc gia khác. Đại sứ quán các nước sẽ tiếp tục phối hợp mạnh mẽ, tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và các nước ASEAN cộng 3 nhằm đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư giữa các bên.